Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch thị xã Nghi Sơn. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị số 05 về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Bộ Chính trị. Triển khai kết luận số 01 của Bộ Chính trị khóa 13 về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 và nghiên cứu học tập chuyên đề toàn khóa, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ Đại hội 13 của Đảng. Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghi Sơn tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đội quản lý thị trường số 4 và trường mầm non Blue Sky triển khai chương trình đồng hành cùng Bắc Giang để mạnh tiêu thụ vải thiều. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày 12 tháng 6, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Bộ Chính trị khóa 12, triển khai kết luận số 01 của Bộ Chính trị khóa 13 về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 và nghiên cứu học tập chuyên đề toàn khóa, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ đại hội lần thứ 13 của Đảng, chuyên đề năm 2021. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì hội nghị và có bài phát biểu quan trọng. Tham dự hội nghị có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các tập thể cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của các ngành, các địa phương giai đoạn 2016-2021. Sự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ủy Thanh Hóa có đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thanh Hóa, Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo chủ chốt các sở ngành và các huyện, thị xã, thành phố. Hội nghị cũng được truyền hình trực tuyến tới các đảng bộ cấp xã trên địa bàn tỉnh. Tại điểm cầu phòng họp trực tuyến Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Sơn, đồng chí Trương Bá Duyên, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị xã chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Thị ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã, trưởng các đoàn thể chính trị xã hội thị xã, bí thư các đảng ủy, chi ủy cơ quan trực thuộc thị ủy. Tại trung tâm hội nghị thị xã, đồng chí Lê Thị Kim Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ, trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy chủ trì hội nghị. Phát biểu tại hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Bộ Chính trị khóa 12, triển khai kết luận số 01 của Bộ Chính trị khóa 13 về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, trong 5 năm qua, chỉ thị 05 đã được cụ thể hóa thành các nhiệm vụ chương trình, phát huy được sức lan tỏa, thúc đẩy việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sâu rộng trên mọi mặt của đời sống xã hội. Trong quá trình thực hiện chỉ thị 05, các ban, bộ, ngành, địa phương đã xác định các khâu đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả. Nhờ đó, việc học tập và làm theo Bác của mỗi cán bộ đảng viên ngày càng đi vào thực chất, dần trở thành việc làm thường xuyên, thành nền nếp, lối sống của các cán bộ đảng viên và nhân dân, tạo những chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, tạo nên sức mạnh cộng hưởng, sự đồng lòng quyết tâm trong toàn đảng, toàn quân, toàn dân, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế, xã hội, bảo vệ Tổ quốc, đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng, khá toàn diện, tạo nhiều dấu ấn nổi bật, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ. Trong số các tập thể cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của các ngành, các địa phương giai đoạn 2016-2021, được phát biểu tham luận tại hội nghị, Thanh Hóa vinh dự có em Ngô Văn Hiếu, sinh viên trường Đại học Y Dược Thái Bình, cựu học sinh trường Trung học phổ thông Triệu Sơn 5, huyện Triệu Sơn. Đây là cậu học sinh đã hơn 10 năm cõng bạn, làm đôi chân cho người bạn tàn tật của mình để bạn được đến trường, viết nên câu chuyện đẹp như cổ tích giữa thời hiện đại về tình nhân ái, lòng yêu thương con người và tinh thần hiếu học như truyền thống văn hóa và cốt cách của con người xứ Thanh. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại di sản vô cùng to lớn, đồ sộ,
và quý giá cho Đảng ta, nhân dân ta. Đó là thời đại Hồ Chí Minh, sự nghiệp Hồ Chí Minh, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Người là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Kết tinh dạng người về đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại. Tinh thần tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh soi sáng sự nghiệp cách mạng, dẫn dắt mỗi bước đi lên và thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Do vậy, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm rất cần thiết, là nhiệm vụ hết sức quan trọng, thường xuyên, không thể thiếu đối với toàn Đảng, toàn dân ta. Trước hết là các tổ chức Đảng, các cơ quan nhà nước, cán bộ, đảng viên trong tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến, phụng sự đất nước, phục vụ nhân dân. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt biểu dương các tập thể cá nhân điển hình trong việc học tập và làm theo Bác. Mỗi cá nhân điển hình, tập thể tiên tiến là những bông hoa đẹp đang hàng ngày vun đắp, tạo ra rừng hoa đẹp cho đất nước, thực sự tạo sức lan tỏa trong xã hội, khơi dậy tình cảm, động lực, tinh thần yêu nước, ý thức tự cường dân tộc và mong muốn cống hiến, phụng sự đất nước trong mọi tầng lớp xã hội, cổ vũ toàn thể nhân dân ta kiên định, hăng hái phấn đấu, thực hiện thắng lợi mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan đơn vị cần phát huy kết quả đạt được trong những năm qua, tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, sau hội nghị này, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục được đẩy mạnh, ngày càng đi vào chiều sâu, ngày càng thiết thực và hiệu quả, tích cực góp phần vào việc thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng và công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phấn đấu vào dịp kỷ niệm 100 năm thành lập nước, Việt Nam trở thành nước phát triển có thu nhập cao, thực hiện được tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đưa Việt Nam sánh vai với các cường quốc Nam Châu. Chiều cùng ngày, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương đã giới thiệu tới các đại biểu chuyên đề toàn khóa, chuyên đề năm 2021, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Trong đó, đi sâu vào giới thiệu 5 nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường. Một là, ý chí tự lực, tự cường là không phụ thuộc vào lực lượng bên ngoài, có quan điểm độc lập trong quan hệ quốc tế. Hai là, phải nhận thức rõ sức mạnh của chủ nghĩa yêu nước và tinh thần dân tộc với chủ nghĩa quốc tế trong sáng. Ba là, sự chủ động, chuẩn bị về mọi mặt, các điều kiện của cách mạng. Bốn là, phải đặc biệt chú trọng phát huy vai trò sức mạnh của nhân dân. Thứ năm, ý chí tự lực tự cường là quyết tâm bảo vệ và giữ vững nền độc lập dân tộc. Để tiếp tục đẩy mạnh học tập chuyên đề, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, Trung ương Đảng xác định 8 nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm là cần nhận thức sâu sắc, thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đưa nội dung học tập và làm theo vào chương trình kế hoạch hành động, thực hiện nghị quyết, gắn với nhiệm vụ chính trị của cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, nêu cao trách nhiệm nêu gương trong cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức cách mạng phù hợp với điều kiện mới, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nâng cao tính khoa học, tính chiến đấu trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, cơ hội chính trị, coi trọng công tác kiểm tra giám sát. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc là sự vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh hiện nay, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta trong công cuộc đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ sự nghiệp đổi mới đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Thực hiện tốt chuyên đề này là một giải pháp hữu hiệu góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ Đại hội 13 của Đảng đã đề ra. Đây là việc làm thiết thực để mỗi cán bộ, đảng viên
phát huy cao độ ý thức trách nhiệm, tinh thần cống hiến, lao động sáng tạo, phụng sự Tổ quốc, dân tộc và nhân dân, tiếp tục phát triển sự nghiệp cách mạng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại. Phát biểu với các đại biểu tại điểm cầu trực tuyến của tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng một lần nữa nhấn mạnh ý nghĩa tầm quan trọng của hai hội nghị trực tuyến do Ban Bí thư Trung ương tổ chức, đồng thời biểu dương tinh thần học tập, quán triệt nghiêm túc của các đại biểu trong tỉnh về các nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Thanh Hóa cần tập trung để thực hiện có hiệu quả chuyên đề học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Tôi đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng cần tập trung quán triệt, thấm nhuần, làm tốt ba nội dung: học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ đảng viên. Cần nhận thức sâu sắc rằng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh là việc làm rất thiết thân, là nhiệm vụ hết sức quan trọng, thường xuyên, không thể thiếu đối với toàn Đảng, toàn dân ta. Trước hết là các tổ chức Đảng, các cơ quan nhà nước và cán bộ đảng viên trong tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến, phụng sự đất nước, phục vụ nhân dân. Vì vậy, phải tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ đảng viên về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đây là động lực, nguồn sức mạnh to lớn để chúng ta phát huy nội lực, vượt qua khó khăn thách thức, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Và đối với tỉnh Thanh Hóa chúng ta, cụ thể hóa chủ đề của Trung ương vào thực tế của tỉnh, chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác trong cả nhiệm kỳ khóa 19 của chúng ta sẽ là phát huy ý chí tự lực tự cường, khát vọng xây dựng và phát triển Thanh Hóa đến năm 2025 trở thành một cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc, đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại. Thứ hai, các cấp ủy, tổ chức Đảng phải xác định việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện kết luận 01 của Bộ Chính trị khóa 13 về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là công việc quan trọng, thường xuyên và phải được thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, khoa học trong suốt cả nhiệm kỳ, gắn với việc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, các nghị quyết khác của Trung ương, của tỉnh ủy, nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và các quy định về nêu gương của cán bộ đảng viên. Thứ ba, phải tập trung rất cao sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả, phấn đấu hoàn thành tất cả các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2021 ở mức cao nhất, tạo tiền đề vững chắc để hoàn thành thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Trước hết, các cấp, các ngành, các địa phương cần bám sát nghị quyết số 01 của tỉnh ủy, nghị quyết số 330 của Hội đồng nhân dân tỉnh, tập trung rà soát, đánh giá tình hình, kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2021, xác định rõ nhiệm vụ của tổ chức mình trong thời gian tới để xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công rõ trách nhiệm trong tổ chức triển khai thực hiện, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao. Trọng tâm là phải tiếp tục chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch bệnh, vừa duy trì mở rộng sản xuất kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Trong phòng chống dịch COVID-19, cần nhận diện, đánh giá mức độ, nguy cơ dịch bệnh phù hợp với tình hình thực tiễn, coi trọng nhận diện từ xa, từ sớm, từ cơ sở để triển khai các biện pháp linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với từng địa bàn, bảo đảm từng địa phương an toàn, để toàn tỉnh an toàn. Phương châm chỉ đạo chung là siết chặt công tác phòng chống dịch từ bên ngoài bằng biện pháp thích hợp nhất, nới lỏng bên trong một cách có kiểm soát, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, đồng thời chú trọng công tác phòng chống dịch từ cơ sở thông qua việc củng cố các năng lực phòng chống dịch tại thôn, bản, tổ dân phố, các xã, phường, thị trấn, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 đối với người từ các vùng có dịch trở về Thanh Hóa. Thứ tư, chúng ta đã tổ chức thành công rất tốt đẹp cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn toàn tỉnh.
Nhiệm vụ quan trọng trước mắt là phải khẩn trương chuẩn bị chú đáo các điều kiện để tổng kết cuộc bầu cử và tổ chức thành công kỳ họp thứ nhất Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên phạm vi toàn tỉnh, mở ra một giai đoạn phát triển mới của quê hương đất nước. Thứ năm, cùng với việc triển khai quyết liệt, có hiệu quả các nhiệm vụ nêu trên, tôi đề nghị các cấp các ngành, các địa phương, cơ quan đơn vị cần đẩy mạnh việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ thị số 04 ngày 28 tháng 5 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác thi đua khen thưởng, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ, thi đua là việc làm thiết thực gắn với công việc hàng ngày và đem lại lợi ích cụ thể cho mỗi người, cho tổ chức và xã hội. Mỗi người phải cố gắng làm tốt và làm tốt hơn nữa công việc của mình, vì lợi ích của bản thân, của những người thân, của cộng đồng và của đất nước. Mỗi chi bộ, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, phát huy tốt vai trò tiền phong gương mẫu, là hạt nhân nòng cốt, là ngọn cờ dẫn đầu trong các phong trào thi đua, biến phong trào thi đua trở thành phong trào cách mạng sâu rộng, động lực để thực hiện nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị. Thưa quý vị và các bạn, ngày 11 tháng 6, Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Sơn tổ chức hội nghị giao ban công tác thu tiền sử dụng đất và giải quyết các vướng mắc tồn tại, bàn các giải pháp trong công tác đấu giá quyền sử dụng đất năm 2021. Dự và chỉ đạo có đồng chí Trương Bá Duyên, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị xã Nghi Sơn. Đồng chí Bùi Tuấn Tự, Thị ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã, chủ trì hội nghị. Trong 6 tháng đầu năm 2021, mặc dù bị tác động bởi tình hình dịch bệnh COVID-19 và bệnh viêm sa nổi cục trên đàn châu bò, nhưng với sự vào cuộc trách nhiệm quyết liệt của cấp ủy chính quyền thị xã Nghi Sơn, sự phối hợp giữa các phòng ban cơ quan đơn vị và xã phường, nên công tác thu tiền sử dụng đất đạt được nhiều kết quả. Theo đó, năm 2021, thị xã Nghi Sơn được tỉnh giao dự toán thu tiền sử dụng đất là 245 tỷ đồng, Hội đồng Nhân dân thị xã giao 906,5 tỷ đồng. Tính đến ngày 10 tháng 6, tổng thu tiền sử dụng đất là 276 tỷ đồng, tăng 1,1% dự toán tỉnh giao, đạt 30,3% dự toán Hội đồng Nhân dân thị xã giao. Trong đó, số tiền đã nộp ngân sách nhà nước là 105 tỷ đồng, thu tiền sử dụng đất đã trúng đấu giá phải thu là 170 tỷ đồng. Tổ chức đấu giá thành công 5 trên 27 mặt bằng các xã phường với số tiền 160,5 tỷ đồng. Đã xét và dự kiến đấu giá vào cuối tháng 6 các mặt bằng tổ dân phố Nhân Hưng, phường Hải Ninh, tổ dân phố Thanh Xuyên, phường Hải Thanh. Tuy nhiên, mục tiêu đặt ra cho 6 tháng cuối năm cũng rất lớn, với số tiền 631,4 tỷ đồng để thực hiện chi cho đầu tư xây dựng hạ tầng, giải phóng mặt bằng và thực hiện các đề án phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Phát biểu thảo luận tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường, các phòng ban chuyên môn, cơ quan đơn vị đã đề cập các khó khăn vướng mắc của các mặt bằng đã được phê duyệt, đồng thời tập trung đề xuất các giải pháp để cam kết cụ thể về mặt thời gian cho từng mặt bằng trước ngày 30 tháng 9 năm 2021. Phát biểu chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị xã Trương Bá Duyên và kết luận hội nghị của đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Bùi Tuấn Tự đã nhấn mạnh, việc hoàn thành nhiệm vụ thu tiền sử dụng đất sẽ quyết định đến mục tiêu đầu tư công, xây dựng hạ tầng, giải phóng mặt bằng và thực hiện các đề án để phát triển kinh tế xã hội của toàn thị xã. Vì vậy, các xã phường được giao trong kế hoạch đấu giá thu tiền sử dụng đất phải tiến hành rà soát lại tiến độ từng khâu, từng mặt bằng để phối hợp giải quyết các vướng mắc một cách triệt để, thành lập tổ công tác kiểm tra đôn đốc từng dự án, từng mặt bằng để báo cáo với Ủy ban Nhân dân thị xã, cũng như việc nộp tiền vào ngân sách nhà nước những mặt bằng đã đấu giá. Chỉ đạo quyết liệt hơn nữa công tác giải phóng mặt bằng để nhà thầu thi công hạ tầng, trong đó ưu tiên các mặt bằng có diện tích lớn, nguồn thu lớn, quyết định đến dự toán thu ngân sách nhà nước. Hoàn thiện đầu tư hạ tầng các mặt bằng đồng tâm của Hải Nhân, Đoan Hùng Hải Bình, Quý Hải Bình Minh, Đại Thắng Hải Lĩnh để tiến hành đấu giá. Tăng cường công tác phối hợp giữa các phòng ban, cơ quan đơn vị với xã phường để tháo gỡ khó khăn vướng mắc.
tập trung thu tiền đất tái định cư, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2021. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 10 tháng 6, Tổ thẩm định xã phường thị trấn an toàn thực phẩm tỉnh do đồng chí Hà Văn Giáp, quyền Chánh Văn phòng Điều phối về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh làm tổ trưởng đã đi kiểm tra và thẩm định mức độ đạt an toàn thực phẩm tại phường Hải An. Tiếp và làm việc với tổ thẩm định, về phía thị xã Nghi Sơn có đồng chí Mai Sĩ Lân, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã và đại diện lãnh đạo các ngành hữu quan. Tổ thẩm định đã kiểm tra hồ sơ cũng như kiểm tra thực tế tại cửa hàng an toàn thực phẩm Hằng Hiên, bếp ăn tập thể trường mầm non Hải An. Các thành viên trong tổ thẩm định đã đánh giá trên từng nội dung mức độ đạt và những tồn tại hạn chế, đó là chưa có sự thống nhất về mặt số liệu trong báo cáo hồ sơ lưu, chức năng nhiệm vụ của Ban chỉ đạo an toàn thực phẩm phường chưa thể hiện rõ trong quá trình kiểm tra, việc cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm còn ít, cần tăng cường việc giám sát, thống kê về cơ sở kinh doanh. Kết luận buổi làm việc kiểm tra và thẩm định mức độ an toàn thực phẩm tại phường Hải An, đồng chí Hà Văn Giáp, quyền Chánh Văn phòng Điều phối về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh, nhấn mạnh công tác lãnh chỉ đạo về xây dựng phường an toàn thực phẩm được quan tâm chỉ đạo nhưng thiếu sự đồng bộ, quyết liệt và thống nhất. Công tác phối hợp giữa cấp ủy chính quyền với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã hội chưa chặt chẽ. Vì vậy, cần có sự vào cuộc để thống kê, bổ sung các cơ sở thực phẩm nhỏ lẻ, nhất là cơ sở sản xuất nông nghiệp, thủy sản, ban hành quy chế phối hợp và tổ chức thực hiện một cách cụ thể. Nghiên cứu để có cơ chế hỗ trợ đối với thành viên tổ giám sát, từ đó nâng cao trách nhiệm trong quá trình cập nhật số liệu, tăng cường công tác tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về kết quả xây dựng phường an toàn thực phẩm. Văn phòng Điều phối thị xã Nghi Sơn tiếp tục đẩy mạnh chỉ đạo đôn đốc phường Hải An hoàn thành các nội dung để được hoàn thiện hồ sơ công nhận phường an toàn thực phẩm trong tháng 6 năm 2021. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 11 tháng 6, Trung đoàn 270 đóng quân tại phường Nguyên Bình tổ chức lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2021. Sự buổi lễ có Đại tá Lê Thế Soái, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 341, đại diện Đảng ủy, Chỉ huy Trung đoàn 270. Năm 2021 là năm thứ 3, Trung đoàn 270 được Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Chỉ huy Sư đoàn 341 giao nhiệm vụ quản lý, huấn luyện 270 chiến sĩ mới thuộc 6 huyện, gồm Lang Chánh, Mường Lát, Nông Cống, Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa và huyện Quế Phong, Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An. Sau 3 tháng huấn luyện, mặc dù trong điều kiện thời tiết nắng nóng, ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, song Đảng ủy, Chỉ ủy Trung đoàn 270 đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm mệnh lệnh, chỉ thị của cấp trên, làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức huấn luyện đúng kế hoạch, hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu yêu cầu đề ra. Quá trình huấn luyện luôn bám sát 3 quan điểm, 8 nguyên tắc và 6 mối kết hợp, vận dụng có hiệu quả phương châm huấn luyện cơ bản, thiết thực, vững chắc, gắn huấn luyện với xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật. Thông qua huấn luyện, trình độ quản lý chỉ huy của đội ngũ cán bộ các cấp được nâng lên, các chiến sĩ đã trưởng thành và vững vàng về mọi mặt, nắm chắc các nội dung kiến thức cơ bản, thuần thục, động tác thực hành, chấp hành điều lệnh, điều lệ, kỷ luật quân đội, pháp luật nhà nước và quy định của đơn vị. Chiến sĩ Nguyễn Văn Hải, Trung đoàn 270 cho biết. Sau 3 tháng huấn luyện tại Trung đoàn 270 thì em thấy bản thân mình trưởng thành hơn rất nhiều. Mấy ngày đầu vào thì còn bỡ ngỡ vì chưa quen với môi trường quân đội. Mà sau một thời gian được cán bộ các cấp ở Trung đoàn 270 giúp đỡ thì em cảm thấy bản thân mình chín chắn hơn nhiều. Được học tập và thực hiện các cái chế độ nề nếp trong ngày. Thì bây giờ em có thể sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ và khi được biên chế đi biên đơn vị mới thì em chắc chắn bản thân sẽ thực hiện được mọi nhiệm vụ mà đơn vị mới giao cho. Kết quả kiểm tra kết thúc huấn luyện, các nội dung đều đạt khá và giỏi, trong đó có nội dung ném lựu đạn, đánh thuốc nổ đạt giỏi, đơn vị bảo đảm an toàn tuyệt đối. Sau lễ tuyên thệ, các chiến sĩ mới được biên chế về các đơn vị trực thuộc Sư đoàn 341 và một số cơ quan đơn vị
trong Bộ Tư lệnh Quân khu 4 để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tại ngũ. Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian qua, tại một số bệnh viện tuyến trung ương và địa phương đã có tình trạng lây nhiễm chéo dịch bệnh COVID-19 giữa bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và cán bộ nhân viên y tế. Trước thực trạng đó, Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghi Sơn đã và đang siết chặt các biện pháp phòng chống, quyết tâm không để dịch COVID-19 xâm nhập vào bệnh viện. Trung bình mỗi ngày, Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghi Sơn tiếp nhận từ 400 đến 500 bệnh nhân đến khám ngoại trú và trên 200 bệnh nhân điều trị nội trú. Để đảm bảo chăm sóc và điều trị cho người bệnh, bệnh viện đã xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai phòng chống dịch. Theo đó, các y bác sĩ thực hiện nhiệm vụ theo kiếp trực và bố trí nhân lực phù hợp trong một số tình huống có thể xảy ra. Triển khai các nội dung cụ thể theo từng khoa phòng, kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng chống lây nhiễm chéo, thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng hộ cho cán bộ y tế trực tiếp tham gia khám điều trị chăm sóc người bệnh, kịp thời phát hiện, cách ly những ca bệnh có yếu tố dịch tễ và có dấu hiệu nghi mắc COVID-19, lấy mẫu xét nghiệm cho tất cả cán bộ, nhân viên y tế tại bệnh viện và các trường hợp người có nguy cơ. Bên cạnh đó, từ ngay tại cổng ra vào, bệnh viện đã bố trí nhân viên chăm sóc khách hàng, thực hiện đo thân nhiệt, khai báo y tế, sàng lọc, phân luồng và đóng dấu xác nhận đã kiểm tra y tế cho tất cả bệnh nhân đến khám chữa bệnh và người thăm thân. Để tăng cường kiểm soát dịch bệnh, trong thời gian khám và điều trị, bệnh viện đã yêu cầu người bệnh thường xuyên đeo khẩu trang, giữ khoảng cách, không tụ tập đông người, áp dụng mỗi bệnh nhân chỉ được một người nhà chăm sóc trong quá trình điều trị. Bác sĩ chuyên khoa 2 Mai Hữu Hùng, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghi Sơn cho biết. Trước tình hình diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghi Sơn luôn thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch COVID-19 như thứ nhất là bệnh viện đã làm tốt cái khâu sàng lọc phân luồng cách ly ngay từ đầu cổng. Bệnh viện chúng tôi đã có đội chuyên về sàng lọc khi có bệnh nhân nghi ngờ về các triệu chứng COVID-19 như sốt, ho, khó thở, mất vị giác, v.v. hoặc có những yếu tố dịch tễ. Chúng tôi đã có cái phòng riêng để khám sàng lọc. Nếu có bệnh nhân nghi ngờ, chúng tôi sẽ có cái lối đi riêng cho bệnh nhân vào khoa truyền nhiễm ở khu cách ly trong đấy. Và chúng tôi làm xét nghiệm về COVID-19 cũng như là điều trị cho bệnh nhân theo đúng phác đồ. Thứ hai là bệnh viện đã có các phương án cụ thể để khi mà các tình huống xảy ra để có cái ứng xử kịp thời để không bị bất ngờ. Cái thứ ba là bệnh viện cũng đã có các phương án cũng như là chúng tôi đã bố trí các giường bệnh để các cái giường bệnh không gần nhau để đảm bảo cho cái công việc phòng chống COVID-19. Cái thứ tư là song song với cái việc phòng chống dịch bệnh COVID-19, bệnh viện cũng phải tham gia tích cực trong công việc điều trị những bệnh nhân mà không phải nghi ngờ COVID-19 bằng các nâng cao trình độ chuyên môn cũng như là nâng cao y đức phục vụ tốt cho người bệnh trong cái giai đoạn khó khăn này. Thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 khiến thị trường tiêu thụ khó khăn, đội quản lý thị trường số 4 thuộc Cục Quản lý Thị trường tỉnh Thanh Hóa và trường mầm non Blue Sky đã triển khai thực hiện chương trình đồng hành cùng Bắc Giang đẩy mạnh tiêu thụ vải thiều. Theo đó, 6 tấn vải thiều được nhập về để hỗ trợ tiêu thụ theo hình thức bán hàng trực tiếp tại trường mầm non Blue Sky, cơ sở 2 tại tiểu khu 2 phường Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn. Do các giáo viên, nhân viên, trường mầm non Blue Sky và đội quản lý thị trường số 4 đảm nhận. Ngoài ra, tổ giao hàng sẽ chủ động giao hàng đến các đơn đặt hàng trực tuyến trên địa bàn thị xã. Nguồn cung được cam kết bảo đảm chất lượng, đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu và an toàn về dịch bệnh COVID-19. Chương trình hỗ trợ tiêu thụ vải thiều với mong muốn góp phần chia sẻ khó khăn với nông dân tỉnh Bắc Giang trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, đồng thời thúc đẩy sản xuất lưu thông, tiêu thụ hàng hóa, nông sản các tỉnh đang bị dịch bệnh COVID-19 theo chỉ đạo của Chính phủ và Tổng cục Quản lý Thị trường.
Hưởng ứng chương trình kêu gọi toàn dân ủng hộ phòng chống dịch bệnh COVID-19 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Nghi Sơn, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Hải Yến đã xây dựng kế hoạch tổ chức kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia quyên góp ủng hộ. Từ ngày 4 tháng 6 đến ngày 10 tháng 7, thông qua thư ngỏ, tuyên truyền trên hệ thống phát thanh cũng như thành lập ban vận động ủng hộ Quỹ phòng chống COVID-19. Do làm tốt công tác tuyên truyền vận động nên sau 9 ngày phát động ủng hộ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã đã vận động ủng hộ được 42 triệu đồng. Thôn Đông Yến có hơn 300 hộ với khoảng 900 nhân khẩu. Trong những ngày qua, Ban vận động Quỹ phòng chống dịch bệnh COVID-19 thôn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về kế hoạch xây dựng quỹ tới mọi người dân trong thôn. Đến ngày 11 tháng 6, nhân dân trong thôn đã ủng hộ với số tiền hơn 13 triệu đồng. Ông Lê Minh Đạo, Bí thư chi bộ thôn Đông Yến cho biết. Qua cái thư kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc các cấp và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc xã Hải Yến, thì đến nay trên địa bàn thôn Đông Yến chúng tôi thì thực hiện quyết chi bộ tháng 6 vừa qua. Rồi đến nay là toàn hệ thống chính trị, các đoàn thể ở cơ sở cùng đồng sức, đồng lòng vào cuộc vận dụng, kêu gọi nhân dân trên hệ thống loa truyền thanh của thôn. Và qua công tác tuyên truyền động đến nay thì nhân dân là rất là đồng thuận rất cao về cái công tác cùng chung tay với toàn đảng, toàn dân và dân tộc để quyên góp quỹ vaccine để phòng dịch COVID cho nhân dân. Thì kết quả hiện nay là nhân dân hưởng ứng là rất là tích cực. Và hiện nay còn một số hộ gia đình đang tiếp tục đến quyên góp tại nhà văn hóa thôn. Với tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của người Việt Nam càng được thể hiện rõ hơn bao giờ hết trong giai đoạn hiện nay. Người dân trong thôn đã tự nguyện tham gia xây dựng quỹ với phương châm có ít góp ít, có nhiều góp nhiều để cùng cả nước sớm đẩy lùi dịch bệnh. Bà Lê Thị Ái, thôn Đông Yến cho biết. Tôi là người dân của thôn Đông Yến. Bản thân tôi và gia đình cũng đã thực hiện tốt và tôi còn động viên con cháu tôi rồi một số gia đình lân cận cùng đến ủng hộ để chúng ta chung tay phòng chống dịch COVID-19 như chống giặc để đảm bảo sự bình yên và an toàn cho nhân dân trên cả nước. Gia đình tôi nói riêng và nhân dân thôn Đông Yến nói chung người ta có một cái tấm lòng ủng hộ rất chi là tốt và cũng có cái hiệu quả cao để trong cái công tác phòng chống COVID-19. Bùng tiệc giá sốc, khuyến mại lớn của truyền hình K cộng chào đón Euro 2021, giá trọn bộ thiết bị chỉ còn 395.000 đồng và tặng thêm 1 tháng thuê bao miễn phí cho thuê bao đăng ký mới từ 6 tháng. Hãy lắp K cộng ngay hôm nay để cháy cùng Euro, đại tiệc bóng đá châu Âu sôi động, được mong đợi nhất năm với những trận cầu đỉnh cao cấp đội tuyển quốc gia. Và đừng quên tận hưởng trọn vẹn các nội dung giải trí cực hot chỉ có trên truyền hình K cộng. Độc quyền ngoại hạng Anh với những trận cầu gay cấn, độc quyền cúp châu Âu C1 và C2, đón xem giải quân vợt ATP đặc sắc, phim Việt sớm nhất sau chiếu rạp, hàng loạt phim bom tấn quốc tế cùng vô vàn nội dung giải trí hấp dẫn khác chỉ có trên K cộng. Mua K cộng để thưởng thức tới hơn 170 kênh giải trí hàng đầu, chất lượng chuẩn HD siêu nét với thuê bao chỉ từ 125.000 đồng một tháng. Đặc biệt, xem miễn phí K cộng mọi lúc mọi nơi ngay trên thiết bị di động của bạn với gói cao cấp nhất trên ứng dụng K cộng. Ưu đãi số lượng có hạn. Đăng ký lắp K cộng ngay hôm nay. 1. Đại lý Thành Tâm, địa chỉ chợ Còng, phường Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn. 2. Đại lý Hoàng Anh, địa chỉ phường Nguyên Bình, thị xã Nghi Sơn. Điện thoại 0919 737 990. 3. Đại lý Toản Tuyết, địa chỉ phường Xuân Lâm, thị xã Nghi Sơn. Điện thoại 0982 110 153. 4. Đại lý Thành Hạnh, địa chỉ phường Hải Bình, thị xã Nghi Sơn. Điện thoại 0986 633 825. 5. Đại lý Tuấn Vinh, địa chỉ xã Nghi Sơn, thị xã Nghi Sơn. Điện thoại 0904 952 032. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch thị xã Nghi Sơn, chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất Cao Văn Lâm, biên tập Trung Hiếu, kỹ thuật truyền dẫn phát sóng Trung Luyến, kỹ thuật sản xuất chương trình Sĩ Thành.
Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.